Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Minh Hà, Lý Hải là người ít nói, không quá lãng mạn trong hôn nhân. Minh Hà nhận xét Lý Hải là người ít nói, không quá lãng mạn trong hôn nhân. Tuy nhiên sự chất phát giản dị của chồng là điều khiến cô thấy ấn tượng. Lý Hải Minh Hà cố gắng dùng hòa thời gian dành cho công việc và chăm sóc các con. Kể từ khi về chung một nhà, Minh Hà thường xuyên đồng hành cùng Lý Hải tại các sự kiện giải trí. Cô cũng hỗ trợ chồng trong quá trình đầu tư sản xuất phim. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, người đẹp 8X cho biết điện ảnh không chỉ là ngành kinh doanh mà còn là nghệ thuật nên nhiều người quan niệm không thể đặt nặng cơm áo gạo tiền. Sau khi làm nhà sản xuất phim, cô và chồng phải tính đến chuyện hoàn vốn để có kinh phí thực hiện những dự án tiếp theo. Mình phải làm sao để đó vừa là tác phẩm điện ảnh nhưng mang lại những giá trị văn hóa, ý nghĩa cho xã hội, cô nói minh hà thấy may mắn vì mỗi lần vợ chồng đi làm phim các con đều nhận được sự quan tâm chăm sóc của bà ngoại cô kể mẹ ruột trước đây là giáo viên sau khi về hưu bà sang sống cùng và dành thời gian chăm sóc cháu điều đó giúp vợ lý hải yên tâm hơn khi xa nhà đi công tác minh hà nói việc cùng lúc chăm sóc bốn con không quá áp lực bởi quan trọng là mình đón nhận như thế nào tôi chấp nhận hy sinh một số thứ hạn chế những sở thích riêng để dành thời gian cho các con Bước sang tuổi 37, Minh Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, bóc dáng thon thả dù trải qua 4 lần sinh con. Nói về cuộc sống hôn nhân với Lý Hải, Minh Hà tự hào khi chồng không có quá nhiều sự thay đổi sau khi lập gia đình. Người đẹp 8X nói so với thời điểm trước khi vào nghề, cha đẻ phim lật mặt vẫn giữ được sự chất phác, hiền lành dù là người của showbiz. Ba mẹ bốn con chia sẻ thêm, lập gia đình rồi anh Hải vẫn là người ít nói, không quá lãng mạn. Nhưng ngay từ đầu anh đã vậy nên luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng. Tôi không cần lời hoa mỹ hay sự thay đổi nào từ chồng. Quan trọng là mỗi ngày ở bên nhau cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Theo Minh Hà khi xuất hiện trên sân khấu, Lý Hải là một nghệ sĩ nổi tiếng. Song về với tổ ấm nhỏ, anh luôn cho người thân cảm giác gần gũi. Vì vậy người đẹp tắm ít không áp lực sau khi kết hôn. Cô kể, khi nổi tiếng anh Hải có rất nhiều người hâm mộ, nhưng anh luôn mang đến sự tin tưởng nên tôi chưa bao giờ phải ghen tuông vì chồng. Tiết lộ về cách giải quyết mỗi lần tranh cãi, Minh Hà cho biết ai sai thì người đó xuống nước trước anh hải nếu không sai thì sẽ không nhường đâu nhưng anh ấy sẽ không tranh cãi lớn tiếng khi tôi nói ra quan điểm của mình nếu tôi sai thì anh ấy sẽ im lặng để tôi nghiệm lại bản thân vợ lý hải cho hay minh hà thấy mình trưởng thành hơn khi làm vợ lý hải minh hà không buồn khi mọi người gọi mình với danh xưng vợ lý hải thay vào đó cô hạnh phúc vì kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân nam ca sĩ giúp mình trưởng thành hơn tôi học cách kiềm chế sự nóng giận thường thì phụ nữ hay nói nhiều thích tranh cãi nhưng anh hải là người không muốn như vậy bởi anh quan niệm khi lỡ lời sẽ làm tổn thương nhau và phá vỡ mối quan hệ, bên cạnh anh Hải thôi phải kiềm chế bản thân và không bao giờ được lỡ lời, cô tâm sự. Có thể thấy từ khi lập gia đình, Minh Hà lui về chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc sản xuất phim. Trước đó cô là cử nhân luật và từng gây ấn tượng khi tham gia diễn xuất. Nói về quyết định lui về sau làm hậu phương và mẹ bốn con quan niệm trong nhà chỉ nên có một người nổi tiếng. Bởi nếu ai cũng chạy theo đam mê và hào nhoáng, đặc biệt là công việc nghệ thuật tốn nhiều thời gian, thì không ai ở lại với gia đình. Cho dù các con có lớn cách nào thì cũng phải giữ gìn gia đình, đôi khi mình phải bỏ bớt những ham muốn cá nhân. Khoảnh khắc hạnh phúc của Lý Hải Minh Hà bên bốn con đủ nếp đủ tẻ. Minh Hà nghĩ sự chênh lệch tuổi tác sẽ dẫn đến sự khác biệt trong suy nghĩ. Cô cho rằng những cặp đôi rơi vào trường hợp này cần phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, vì hai thế hệ khác nhau sẽ có cách nhìn nhận khác nhau tuy nhiên vợ lý hải nói thêm khi một người không phải chỉ muốn người ta thay đổi vì mình mà bản thân cũng phải thay đổi vì người ta khi cả hai cùng muốn dung hòa cuộc sống thì không có bất kỳ rào cản nào hiện tại minh hà chưa có kế hoạch sinh thêm em bé vì nhà đã đủ nếp đủ tẻ về cách dạy con cô muốn các bé phát triển tự nhiên chứ không ép buộc theo nghệ thuật Trước đây tôi học luật, sau này lấy chồng lại đi làm giải trí. Đôi khi cuộc sống có những ngã rẽ. Tôi nghĩ quan trọng nhất là được làm điều mình muốn. Như việc được hỗ trợ công việc cho chồng là tôi cảm thấy vui rồi. Cô bọc bạch. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.